Hồi trưa anh em kể cho em một câu chuyện, mấy anh em đi mua xe nè, giờ khuya rồi. Tụi tôi là chuẩn bị ngủ rồi, đó mặt mày nè, đó bơ phờ chuẩn bị ngủ rồi. Mấy anh em tới mua xe thôi, bây giờ mình sẽ cầm cái máy quay cho anh em nha. Mua xe cực kỳ đặc biệt luôn, có nghĩa là một anh em chạy xe đó rồi giới thiệu qua mình mua xe nữa luôn. Nói chung là cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi bây giờ quay clip lẹ ha, chứ mặt giờ móc lắm rồi, quay mặt đâu ai coi. À, ok. Đó. Đây nè. Đó, cái ảnh nè. Hay hello em cái đi, lâu lâu lên rồi chơi. Đó, là anh áo xanh đó là người mua xe, còn anh áo trắng là chủ xe của cái con này. Đó thì đây mình sẽ kể chuyện cho anh em nghe. Có nghĩa anh áo trắng là chủ xe của con này ha. Ủa, anh là người Thái hả? Sao em thấy giống tiếng Thái vậy? Cái này dịch ra là gì anh? Tên của anh hả? Cái này sẽ đọc là... À, em không biết là em sẽ đọc là GV Tme Karom. Rồi, còn cái này là tiếng đó đúng không? Đúng là nó luôn. À, thì ra là vậy. Cái này là ngày sinh. Cái đó là ngày bên em ở trong Việt Nam này. Rồi, thì đó là vậy. À, con xe có ý nghĩa, em nghĩ bộ tem này là cũng có ý nghĩa luôn chứ. Bộ tem này là về cái văn hóa là Sắc Yuan hoặc là xăm phép của người Campuchia. À, rồi anh em nghe nha, cái này là cũng có ý nghĩa là phong tục của người Campuchia nha. À, còn ở đây nữa, đây là hình Hanuman, là Control. À, hình này là hình gì? Hanuman. Hanuman là Control. Control là ý nghĩa là gì? Ý nghĩa về cái cổ truyền mà hồi lúc xưa về cái phong tục của trong cái chuyện là Riêm Kê là đi đánh giặc hồi xưa đó. Hanuman đó, giống là Tài Thiên rồi, đó. Rồi, hiểu. Hay hay quá. Đâu cầm quay hai anh em anh ơi, hai anh em anh nói chuyện rồi. Đó, ý nghĩa. Em giải thích cái chuyện cái ngày 4 tháng 6 này. Rồi. Ngày 4 tháng 6 này lúc trước là Việt Nam mình, anh cũng về cái lịch sử á. Dạ. Mà hồi trước là cũng là đất bên Campuchia đúng không? Đất Campuchia. Nhưng mà trong cái ngày 4 tháng 6 này là ngày mà Pháp cắt Campuchia Việt Nam này là cho các cái Campuchia Krom này cho Việt Nam là ngay ngày này. Là các ở trong Sài Gòn này là cái ngày này là các em cũng vẫn nhớ, nhưng mà lịch sử đó nó đã qua rồi. À. Nhưng mà các em là người ở đây nhưng em vẫn còn nhớ. Lúc trước là Sài Gòn là Cô Sang Xin. À, Cô Sang Xin cái đó vậy. Thì nói chung là giờ tự nhiên gặp chiếc xe này cái biết thể nghĩa thế sự không? Học lịch sử. Còn cái tên như... cái tên này là Chivit Khmer Krom. Khmer Krom là có nghĩa là em, hiện tại là em sống ở đây. Chivit có nghĩa là cái bản thân của em đang sống ở đất nước của em hồi xưa ở đây. Đó là vậy. À. Còn cái này là cái tên của em là Sắc Yuan Khmer Krom, là cái nghề hiện tại của em là bên tattoo của em á, em mở tiệm tattoo. Em làm bây giờ em có nhà ở bên Campuchia không? Có luôn. Có nhà bên Campuchia. Ở đây cũng có luôn. Thì nói chung đây là yếu tố lịch sử lâu rồi, dạ, từ đúng thời rồi. Xưa rồi. Dạ đúng rồi. Nói chung thời bây giờ mình bình thường mình không biết, anh không biết gì luôn nè. Thiệt luôn. Không biết gì luôn. Thì mình là người của dân tộc mình cứ nhớ về cái điều đó, không có vừa. Đây, cameraman là dân tộc gì em? Nay là người Mông nè. Người ở Mông. Việt Nam mình có tới 54 cái dân tộc. Tại em là dân tộc Khmer, cũng có một cái trong loại là 54 dân tộc đó. Đây, dân tộc Hoa nè. Rồi, ở đây mình là 4 dân tộc rồi đó. 4 dân tộc rồi đó anh. Nhưng mà dù dân tộc nào mình cũng phải là mến nhau, sống với nhau ở đây. Đúng rồi, bình thường mà. Đó, Hoa nè, Cờ Mông, Chăm, đúng không? Chăm hả? Em là Khmer. Khmer. Xe đẹp ha, ý nghĩa nãy giờ nói là hiểu được mấy ý nghĩa rồi, còn nào nữa không, còn nào giới thiệu không? Này là xe của ảnh, anh mua mới hay là mua mới luôn anh. mua mới mắc lắm ha, 8 mấy hả? 83 đó, để cho 83 đó, thì đây là mua mới. Tại vì em muốn làm vậy cho người ta, để người ta nghĩ sao mình làm kiểu này, để cho người ta hỏi, khi nào người ta hỏi mình có thời gian giải thích cho người ta được tí. Đúng, người ta rồi. Hiểu nếu như anh bình thường anh cũng đâu biết. Dạ. Nhưng mà anh nhớ theo lịch sử là hồi xưa cái đất mình ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng của người. Dạ, dạ. Người nó người từ Cam. Nha Trang xuống là 24 tỉnh đó. Là đó hồi xưa là ông bà mình là lấn đất đúng không, ta gọi lấn đất đúng không? Hồi xưa thì nói về lịch sử thì nó rất là dài dòng. Nó dài dòng nhưng mà không hiểu. Nói chung là hồi xưa thôi, còn bây giờ mình qua bên mình vui vẻ, mình có mô tô mình chạy rồi. Đúng không? Nói chung là anh em cứ sống vui vẻ. Thì đây là quay nè, đây nè. Anh em tôi còn mang vớ, mang dép nè, thấy không hả? Thì đây là xe của ảnh mua trước. Thì ảnh giới thiệu một người bạn, ảnh là Trung luôn hả? Ổng là quê Sóc Trăng, còn em quê An Giang. À, hai anh em cho Trung làm đó. Thì đây là chiếc xe ảnh mua. Cũng là ná giống nhau luôn, lên bộ tem là chắc y chang nhau luôn quá. Sau này chắc cũng lên vậy. Ừ. Đó, có bộ đồ sẵn luôn.
mọi thứ đồ chơi trên xe là mình đã thay nhớt, thay nước mát, thay lọc nhớt luôn, là về chỉ xe chạy thôi đó thôi. Không có làm gì hết đó, xăng cũng còn luôn. Xe này có một lỗi anh em, một lỗi rất là nặng, ví dụ mà anh em mà hết xăng á là anh em sẽ dắt bộ. Chạy tua nhiều nhưng mà nó ăn xăng ít thiệt. Con này là nó ăn xăng ít nhưng mà nó sẽ mỏi, ví dụ mới là nó sẽ không quen, nó mỏi. Nó mỏi. Xe đó em mới mua có 5-6 tháng mà em chạy mười mấy ngàn cây. Tại em đi đường xa nhiều. Bây giờ kêu ổng mua được 2 chiếc chung để đi tour với nhau. Hai anh em đi nó vui không? Vui, tối tối cà phê ngồi ngắm xe cũng vui đó. Với lại mình chơi cái này á, mình không có dính vô tệ nạn nha, thiệt luôn. Chơi xe cái mình muốn lên phân khối lớn, cái mình để dành tiền. Mình không có ăn nhậu, mình không có gì hết, để tiền để mình mua phân khối lớn, cái mình mua phân khối lớn. Sau này em cũng đổi chiếc này lấy phân khối lớn. Mình chơi cái này là phải lên, càng lên là thấy là mình cái kinh tế mình lên là mình sẽ cảm nhận được. Còn có nhiều người á, người ta không chơi cái gì hết, cứ người ta chơi những thứ tứ đổ tượng là thôi hết tiền. Còn chơi này còn mà, mình chơi mình còn mà mình trải nghiệm được đam mê, nói chung là rất ok. Sao ngồi thấy ok chưa? Chạy test chưa, ok chưa? Ok rồi. Ok chưa, không cho trả lại nha. Nhớ bữa nào rảnh buổi sáng á, gọi điện cho em trước. Rồi ok. Gọi điện cho em trước một ngày, ví dụ bữa mai ký thì gọi điện cho em trước, nói alo Minh ơi, mai em ký được không? Để sắp xếp thời gian ra ký cho anh em. Rồi, hỗ trợ cái phần ký giấy là lo luôn hết luôn. Cầm cái nón bảo hiểm tặng ảnh em. Đây đây anh quay cho. Đó để anh cầm luôn nha. Đây. Nó có hiểm rồi, anh em đi chơi xa cái này thích rồi. Thì về dán lại cái tem đó. Dán mà một chưa cái... còn bóc, chưa bóc tem luôn á. Rồi ok, cảm ơn anh nha. Nó mới chưa bóc tem đó. Ok, đó là mình tặng một cái gói bảo trì, thay nhớt, thay nước mát hết rồi, tặng nón nữa mà con xe rất là rẻ luôn. Có cần công khai giá khỏi ha, khỏi đi, rất là rẻ. Nói chung biết là rẻ, là rẻ cái nói chung là tiền ít mà hết khói thơm rồi vậy đi. Tại vì cái này vô tiếp của anh thì anh cũng có quảng cáo trên đó rồi. Ừ đúng rồi. Rồi vậy giờ anh em về luôn hay sao? Về luôn à? Mai còn đi làm đó. Đảm bảo cái size đầu. Bojin, không lấy Bojin. À quên Bojin. Bữa nào lên lấy, bây giờ mình cứ về đi. Hay là anh gửi cho em được không? Bojin giờ chở không được đâu, để bữa cái giấy đi xe thường lên lấy bô. Bữa cái giấy á, chạy chiếc xe thường nè, lên mới lấy bô được, chứ xe này chở bô không được, cái bô nó dài lắm. Đa số khách ở đây cũng vậy á, người ta mua xe trước, người ta chạy về. Xong rồi bữa sau người ta đi xe thường lên, người ta chở cái bô về. Cái bô cột vô gọn lắm, anh biết cách cột, cột sẽ gọn. Khi anh đổi nón cho thử đi, đảm bảo vừa, cái size đầu là vừa. Cái size vừa chưa? Nói chung á, thì cái nón nó cũng chỉ có mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà mình quý anh em, mình tặng anh em, chứ không có gì đâu nha. Chỉ có nón chỉ có 450 thôi anh em, nhưng mà mình quý anh em mình tặng. Chứ bây giờ anh em bắt coi chiếc xe mà tặng nón mấy chục triệu thì chịu gì nổi, đúng không? Nên mình quý mình tặng thôi, mình quý anh em tới chơi với mình tặng thôi. Một size này ok, đã nhắm rồi, em nhắm rồi, một size. Nón này cũng mấy trăm ngàn á. 480. Nói chung là cái tiền mấy trăm nó không thành vấn đề, quan trọng là cái tình cảm anh em mình tới chơi với nhau lâu dài chứ không phải. Nè, có giá nè, 480 nè. Bột luôn đây mình chạy. Ừ, chủ yếu là tình cảm anh em chơi lâu dài thôi. Còn cái này lấy cà vạt ra, cái này không được để mất nha. Giấy tờ không để mất được. Cái này quan trọng. Cái này quan trọng nhất, cái giấy này quan trọng sao nhất. Sao khi lên đây ký là phải lấy giấy tờ. Ừ, phải đầy đủ bộ này. Nhất quan trọng nên mới bỏ tập đàng hoàng nhá. Rồi, cái tập này cất kỹ, về nhà cất kỹ. Rồi đầy đủ rồi. Hồi nãy là tiền em bọc đúng không? Em cầm đúng không? Tiền em cầm. Rồi, quá ngầu luôn, nguyên cặp luôn. Quá ok. Rồi, biết chạy chưa anh? Rồi, ok. Vui không anh em? Thấy anh em mua xe vui vậy là mình cũng vui lây luôn á anh em à. Rồi tạm biệt anh em, giờ mình đi